ngày 24 tháng 1, đoàn công tác của một số cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Lâm Vĩ. Tại đây, các cơ quan gồm Ban dân vận tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy, Cục thi hành án dân sự, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 50 gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Lâm Vĩ. Nhân dịp này, Ban Dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cho 4 gia đình chính sách là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam, gia đình có quân nhân, công tác tại quần đảo Trường Sa.